Đây, reset lại Evan nha em ơi. Giấc Khải nghe Evan rồi. Evan tiền vạn rồi, bây giờ Khải reset lại, Khải tiếp tục cấp nha em. Đấy, hiện tại Khải full hết 2 Evan rồi nha mọi người. Như là Khải chiến tiếp tục này. Reset Evan tiếp xanh này. Đó, ok, anh tiếp lần 2 nha. Đó, ếch này anh tiếp lần 2 lên 146 nha em. Gần 147 nha mọi người. Nói chung là ở cái lần này thì ai mà chịu khó anh Evan thì sẽ đẩy mạnh tốt rồi nè. Đó, ai chịu khó anh Evan sẽ đẩy mạnh tốt thôi. Rồi, ok, bây giờ Khải sẽ anh Evan cho anh em xem. Đây, nút này, biết được cái gì này nè, nãy dừng ít nữa Evan này. Nói chung anh cái này mà khoảng mười mấy lần bài boss đại thì cũng ok nè. Chứ còn không thì chủ yếu lấy kinh nghiệm thôi em ơi. Lấy 15 tỷ nè, 15 tỷ thì tầm này được một cấp 50%. Đó, chủ yếu anh Evan tiền vạn chủ yếu là up tiền vạn thôi nè. Up kinh nghiệm thôi. Rồi, lấy những bình tiền sơn cánh nhà nó thơm thơm rau xíu rồi. Đó. Hồi trước anh đến 17 cái, 15 cái lận. Vừa rồi anh có 5 cái thôi nè. Vừa rồi được rồi anh có 5 cái thôi. Không biết đợt này reset anh được bao nhiêu rồi. Đó, hiện tại bây giờ Khải đã mạnh anh thiếu luôn anh em. Nhiều anh em cứ hỏi Khải sao không nhảy server khác xong này nọ, nhưng mà hiện tại chơi server này cũng đang rất là đông vui nè. Nên Khải không muốn đi đâu cả. Còn đông thì Khải cũng chơi nè. Khải đầu tư bữa giờ nè, Sơn Hà 1 nè. Đó, hơn 1 triệu nè, Sơn Hà 2 nè, hơn 700k nè. Rồi anh Evan hơn bữa giờ hơn 2 triệu rồi anh em. Đó, mắt 2 Evan mắt hai Evan tiền xu. Và bây giờ là đây là lần thứ 2 mắt Evan tiền vạn này, lần thứ 2 mắt Evan tiền vạn này. Up cấp mạnh nha anh em. Đó, hồi trước Khải hay chơi, Khải cứ tầm 4-5 tháng Khải nhảy server á thì cũng có nhiều anh em bảo Khải là chơi không tâm huyết. Rồi này nọ nè. Tại vì nhiều server đó Khải chơi không còn vui nữa nên đâu có chơi được đâu nè. Nên Khải phải đi server khác. Còn server này cảm giác rất là hay, rất là vui, anh em rất là vui vẻ. Nên là Khải đầu tư mạnh phải chơi thôi anh em. Nên anh em cũng biết tầm này là 140 mấy anh em cũng biết rồi. Đầu tư mạnh thì mình biết là mình cái số tiền mình đầu tư vào khá là nhiều anh em. Nhưng mà cảm giác vui thì mình chơi nè. Khi nào mà bang mình đi nghỉ thì nghỉ cả bang luôn nè. Đó, bang mình mà nghỉ cả bang luôn nè. Đi server mới, đó, là nghỉ cả bang luôn. 4 rồi, ôi lần này có vẻ thơm rồi nha, thơm rau nha. Mới gần 500 cái thôi được 4 cái rồi nè em ơi. Cố gắng lên 10 cái coi. Cố gắng 10 cái coi. 5 cái rồi. Cố gắng 10 cái coi nè. Thường Khải thấy Khải đi nhiều thành như thế này Khải anh được nhiều lệnh bài hơn nè. Trước đứng yên một chỗ á, anh được 5 cái thảm vãi. Hấp 1.000 cái được 5 cái à. Lần này mới 400 cái thôi mà được 5 lệnh bài rồi, thấy chưa. Cố gắng kiếm 10 cái là đẹp rồi nè. Được cái cũng được thu lại khoảng kim mấy. Đó, nó sẽ đỡ lỗ hơn. Biết là mình đã kinh nghiệm rồi nhưng mà nó sẽ bán lại được một ít. Rồi, cái này thì phải đi gia hạn thêm cái phi phong rồi nè. Gần hết hạn phi phong rồi. Từ nha anh em. Hết rồi, gần hết hạn cái này rồi. Trong thời gian này phải vừa anh phải vừa gia hạn phi phong nè em ơi. Đây. Phi phong Khải hôm trước Khải mua 7 ngày anh em. Hôm trước Khải mua 7 ngày là 3 kim năm đó mọi người. 3 kim năm. Hôm nay chắc chắn là ngày nay hết hạn rồi. Thôi làm gì làm cũng phải gia hạn rồi. Rồi. Nhiều anh em chưa biết cái gia hạn là cái gì. Gia hạn là dạng như là một cái vật phẩm gì đó có thời hạn sử dụng anh em. Mình sẽ lấy gia hạn. Ta muốn. Ủa gia hạn chỗ nào ta? Có khả năng gia hạn vật phẩm còn thêm một ngày. Tác dụng khi gia hạn mọi vật trên đời thêm một ngày. À đâu? Ủa kiểu gia hạn gì vậy ta? Mình chuột phải à. Từ từ anh em ơi. Cắt bớt rương đi. Đâu có bớt cắt bớt mấy cái lệnh bài boss rồi. Mấy cái gia hạn lệnh bài boss cái chết mẹ luôn. Tại vì lần đầu tiên không gia hạn luôn nè. Nó gia hạn là mày boss là chết luôn á. Chết luôn á. Tại vì là mày boss đâu có làm gì đâu nè. Nó gia hạn là mày boss là bỏ luôn. Rồi. Cái này tới bước cho còn luôn. Sân 2. Rồi. Có hết này đi. Cho nó khỏi chặn rương đi. Rồi, ok. Nó báo gì nè. Tiến hành gia hạn. Này. Phi phong. Đây này, cái này là cuốn này một ngày lên được rồi ok. Tiếp tục, đó, lên một ngày này. Ok chưa? Rồi. Tiếp tục cái này 2 ngày này. Ngày 2. Ủa? Sao giới hạn nó không lên trời? Vãi lên được coi nhảy thành được nè.
Ủa dài hạn 2 lần không lên luôn em. What the hell? Ngày 2 vẫn ngày 2. Ngày 2 tháng 1 nếu mà Khải dài hạn 3 ngày là lên ngày 5 tháng 1 nè. Á đồ. Được rồi, Khải ao ra vô lại thử nha mọi người. Vãi liền vậy. Không lên hạn nè. À ok, nhảy thành nha. Vừa rồi thì mình không thấy nó nhảy thời gian nè. Ok. Đó, lên ngày 5 anh em ơi. Đó, tiếp tục. Ai vừa rồi được 5 lần bài boss đại rồi, lượm cho anh em xem. 1 2 3 lần bài đặc biệt chứ. Đó, tiếp tục thôi anh em. Cố lên, 10 cái coi. 10 cái coi. Hôm nào làm bữa boss kiếm kiếm siêu phẩm mà. Hello Nguyễn Thái nha, hello Vũ Thái nha. Đúng rồi, server con này vui nên là đầu tư chơi vui thì Vũ Thái ơi. Hello anh em nha. Ôi trong đây 5 cái đứng hình rồi ta. Lên 146 rồi nè anh em. 146 nè anh em. Full rồi, này full xong hạ rồi. Full tặng tặng rồi nè. Chỉ việc bây giờ up cấp rồi, up cấp cày rồi. Trời ơi, đứng hình nãy giờ từ cái độc 500 nãy giờ đứng hình lâu dữ ta. Chưa ra cái thứ 6 nè em ơi. Độc đứng hình hơi lâu nha. Đứng hình hơi lâu nha, yên giao đông nè. Đó, tầm này Khải up mạnh thì luôn thì Khải sẽ lên top 7, top 8 server nè. Top 7, oh, 6 cái, top 7 hay top 8 server ấy. Trời ơi, mới 6 cái thôi nè mày, cố gắng kiếm 10 cái thôi. Sao mày rớt vậy, về thôn cái rồi. Về thôn cái nè. Ừ, đồ đứng 6 cá luôn rồi. Đấy toàn xịt thôi em ơi. Toàn xịt thôi em ơi. Vãi vô danh thành hay là gì đây. Kiếm bao tay nữ hung thủ 25 là có tiền á. Ừ, sang boss thì bao tay nữ hung thủ 25 mà làm chậm này nọ nữa có tiền thôi em. Tiền về thôi. Nón đồ này nọ thôi, đai lưng đồ cũng vậy thôi. Đó, mắc nhất là mấy món đó. Mà anh em xem cũng biết rồi, sang hở hở toàn một dòng thôi em. Má đen. Họ to một vòng thôi, làm chậm 40 hết rồi. Không thấy con thủ lý luôn. Trời ơi, sao xịt dữ ta. Hồi nãy mình chưa qua thành đô. Xịt dữ ta. Lần này là đầu tư mạnh luôn nè em ơi. Khải anh Evan tiền xu đâu nè. Anh Evan tiền vạn đâu nè. Và Khải đã reset tiền vạn. Khải anh là đây là reset tiền vạn rồi nè. Còn hôm trước Khải cũng reset tiền xu Khải anh rồi. Lên được 146 và 75% trong buổi giúp cấp nha anh em ơi. 2 tỷ nữa là khên 147. Đó. Nếu mà tầm này Khải lên 147 thì anh em cũng xem này, cái hạng này nè. Đó, Khải chỉ còn nhích thêm một chút xíu nữa thôi Khải sẽ lên được tầm này Khải có thể lên được top 9 rồi, top 900%. Còn top 8 thì tí ca thì không biết bao nhiêu phần trăm. Đó. Ok chưa? Đó, lần này anh em cứ hỏi sao không nhảy server, không sao không nhảy server chơi mấy server kia. Thì tình server này cũng đang hot nè. Sắp đến sẽ đổi, sắp đến sẽ có gộp server nha anh em. Sắp tới sẽ có gộp server với F4. Thì chắc chắn anh em server này sẽ nhiệt đại cho anh em xem. Rồi, anh em xem video này đừng quên ủng hộ Khải một like, chia sẻ ủng hộ nha anh em ơi. Bây giờ thì Khải sẽ quay về ban hoạt động chơi đây. Đừng quên ủng hộ mạnh nha mọi người. Hiện tại bây giờ Khải được 2-4. Sớm làm bài boss thôi. Sớm bài boss đại. Sớm bài boss đại này bán khoảng tầm 500 xu nha mọi người. Anh Evan này tốn hết 500k kèm với 500 vạn tiền reset Evan thì tốn hết khoảng 550. 550 bán lại cái này được khoảng 50.000 là Khải đầu tư hết 500.000 Việt Nam đồng để có thể up Evan đó nè. Rồi. Đó là chỉ một Evan thôi á, chỉ một Evan là 500k đó nè. Mà Khải 4 Evan lận, một lần Evan su này. Đó, một lần Evan su 700k này, một lần Evan tiền vạn 500k này, đó. Và đã hết 1.2 triệu rồi. Khải tiếp tục reset Evan su. Anh tiếp tục 700k tiếp. Là 10 kim anh em, 10 kim 700k đó. Là tiếp tục là tốn hơn tốn hết 1.8 triệu rồi. Đâu, 1.2 triệu với 700k là 1.9 triệu rồi. Vừa rồi Khải reset 550k nữa là hết nợ anh Evan không hết 2.5 triệu đó anh em. Anh Evan hết 2.5 triệu rồi, Khải up từ 136. Từ 136 lên 146 là Khải lên được 10 cấp. Đó. Full of Evan, cả reset luôn, tính cả reset luôn nè. Là Khải lên được 10 cấp. Đó, từ 136 lên 146. Đó.
Hôm trước nhầm 120 tỷ là được 10 cấp là 136 nè. Rồi ok. Anh em xem đừng quên ủng hộ Khải nha anh em. Nói chung anh em đừng hỏi Khải tại sao không nhảy server mới này nọ nữa anh em ơi. Đây là video này cũng như Khải trả lời anh em á. Tại vì server còn đang nhiệt, anh em cũng đang vui, nên là không đi nha mọi người.